tin tôi là tụi em cần anh dành cho tụi em á, anh có thương tụi em. Ôi xài đi tụi. Rồi xong chưa, quay nha. Rồi về điểm đầu nè, hai bạn đó đi tranh giùm chị nha. Bộ đàn nha. Có con Dung trọng á. Con chị đạo diễn bị gì vậy chị? Đạo diễn à, đạo diễn bị sốt em ơi. Trời ơi, cái mặt anh đỏ ơi là đỏ luôn chứ sợ quá. Mà chị đeo khẩu trang vô. Chuyến công tác cuối năm. Ở đâu? Dạ, phỏng vấn không? Mình thật sự là mình đang rất là đau buồn. Là bởi vì mình vừa tiết lộ cái chuyến công tác cuối năm của mình ở một địa phương. Khi mình vừa nói tên địa phương nó ra thì chúng nó né xa mình hết, né xa mình hết, né xa mình hết. Đúng rồi, nhổ ngay cái clip đó mà mình quay ra. Rồi Nam, thử nè, được chưa? Mấy? Áp lực quá à. Hai ba, Diễm. Thôi chị áp lực quá à. Chị làm đạo diễn cho hỏi bây giờ là mấy giờ rồi, anh taxi à, anh taxi rồi mới đi ra ngoài có 30 phút phải hắt xì hơi, phải hắt xì hơi, bị cách ly luôn. Em đó, chị đang nghĩ thôi. Anh ơi, dạ? Sao người đâu dám que như cái tre vậy? Có 6 người à, không được. Đó là em vô đi, đó là em vô đi. Không phải con em, mấy con em là người sao mà tôi... Trời ơi, người sao mà tôi... Trời ơi, nè, tiền là tôi chuyển cho tài khoản cho cô đủ hết rồi. Rồi cắt luôn anh ơi, cho máy bay qua cái anh ơi. Đúng cái chuyện trên đời. Quay mặt rồi. Người ta đâu hay đâu biết rằng lòng em đã chết lặng từ lâu. Mình mới quay tới ngày hả ta? Rồi, máy chạy. Máy đang chạy, xe quay nha. Nè, tiền là tôi chuyển vô tài khoản cho cô đủ hết rồi. Cái này chi? Ủa, anh tưởng như đó là đủ hả? Mà cái tiền bồi thường cũng mất tinh thần của tôi thì tính sao đây? Ủa, thật. Lần đầu tiên tôi mới nghe cái chuyện mà tiền tổn thất tinh thần đó. Có không có? Mấy nhỏ bạn gái qua hai đứa nào nó cũng chửi tôi hết trơn á. Nó nói tôi là gái hả? Ờ, nghèo hèn nè, rách nát nè, ô sinh vô dụng nào. Thì khó là tao mới nói. Sao chắc người ta được. Anh sao? Nè, chấp nhận là bạn gái tôi. Về tôi xuống tóc bạn gái. Đảm bảo với cô là sẽ không có việc tổn thất tinh thần. Phải là anh bắt rơi á. Ủa? Dám đánh tôi trước công ty luôn hả? Ok, đánh đi, đánh đi. Hả? Ê! Chuyên! Đi nội bữa nay nha. Thôi anh không chơi đâu. Chuyên! Đừng bỏ chạy ta. Mấy nó vừa chạy ra làm thoại liền. Chu cho là mấy thằng tâm rồi đó. Chu à. Cho con hàng quý chị mặn to lên cao. Thôi thôi. Chị ơi. Bé bé. Ở đây là một thằng tâm bé. Ừ. Bỏ cái chiếu có người hát rồi. Ờ, mấy cái chiếu này có người hát rồi. Em ngồi ở con hay là đứng luôn? Đứng luôn đi. Có vô hả? Rồi em ngủ đâu? À biết. Ngồi chưa? Ờ biết. Cô mua trắng ngủ. Đâu chưa vô? Chưa. Chưa. Chị thôi. Chưa là mẹ. Ờ, ở đâu? Mẹ không nghe được tiếng của Nam đó. Đứng mày ở đâu? Dạ em đi Vĩnh Long. Vĩnh Long hả? Vĩnh Long. Ta không được tạc được từ Vĩnh Long. Ta không được từ Vĩnh Long. Ta sôi cha. Sôi cha. Điêu ngoa. Ta không đọc được từ đó. Ta đọc từ Vĩnh Long. Ta ở quê ta là Vĩnh Long. Vĩnh Long. Phải cãi. Dạ, em ở Vĩnh Long. Dạ, em ở Vĩnh Long.
Lan này bây giờ thương không? Không có chửi chị đi pha tí nữa. Dạ, chị mời em Lan. Trời ơi, cho ăn mà pha tí cho mày. Trời ơi, ăn chín đầu chín lụa mà đã đi rửa rắn nó được. Trà tiên trà rửa ai làm, mệt quái. Tụt chị muốn. Bà em cứ miệng bà nha, bà biết không? Bà ở đây sao? Tiền nhà bà ở một tháng có đóng đâu. Mỹ, Mỹ vô, nói nè. Trời đó. Ở trước nha. Tôi nói cho bà biết nha, bà ở đây một tháng không có đóng một đồng tiền. Tiền nước, đúng tiền điện, không có lấy bà đồng nào đâu. Bà bớt cái miệng mày nha, bà coi chừng á, tôi đuổi bà ra khỏi đây bây giờ. Chứ anh vừa vừa, anh lại cà chiều, anh ngỡ em muốn nhéo, anh rắn anh sống. Bây giờ ở không? Bây giờ tôi hỏi bà có ở đây là không, hả bà đi. Rồi, nhảy đi. Anh đi thôi, anh đừng đùa em đi, chứ em ở lại thì em đi, em lấy đồng nào bộ. Ừ, rồi tiếp ra. Đó, nhiều chuyện chị. Yên yên, bà yên thân không? Rồi, tới Ngọc Hỏi đó. Bố biết, phiền người ta, chờ bố làm gì? Nhiều chuyện liên lệ tới ta, mày biết không? Mày nói đi. Em đi. Rồi, Ngọc Hỏi. Dạ, thôi, em ngủ chỗ nào đây? Con chỗ nào trống thì ở. Ở ngoài, anh ơi, chỗ ngủ cho em thôi. Anh ơi, chỗ ngủ cho em ở đâu vậy? Khiến cho là cháu mày chui vô ngủ. Ở đây em coi chỗ nào trống thì hai đứa ngủ nha. Chui vô, hai đứa chui vô ngủ. Ngủ thiệt được không? Coi chỗ nào trống thì hai đứa chui vô ngủ. Em ngủ thiệt. Rồi, cảm ơn lòng. Người ơi, ai cũng sợ đám con viên qua đi. Anh ơi, nhà tụi em có việc làm. Bây giờ mới lắm mấy. Chú ơi, nhà tụi em có việc làm thì chú. Thì tới đi, anh sợ xếp. Anh sẽ cho, nha. Rồi nè, điện thoại nè, nè. Alo. Dạ đúng rồi. Hello. Nè hai đứa, dạ. Không đừng có đứt. Dạ đúng rồi. Dạ. Mấy đứa? Dạ. Anh hai đứa hả?